Đây là John và Jenny, một cặp vợ chồng mới cưới. Sau khi cưới, họ quyết định sẽ chuyển đến sống ở một nơi ấm áp hơn. Bởi vì John đã chuẩn bị một chân xin việc cho một tờ báo lớn tại đây, mọi chuyện khá thuận lợi khi anh đi phỏng vấn và đã được họ nhận vào làm ngay hôm đó. Sau khi có nhà cửa và công việc thì John quyết định tạo cho Jenny một bất ngờ, đó là sẽ mua cho cô ấy một chú cún. Ngay khi Jenny được mở bịt mắt thì một chú cún đã đập ngay vào mắt cô ấy, rất nhanh chóng thì họ đã chọn nó làm thú cưng của mình. Nhưng chỉ sau đó Jenny phải bay tới một phiên tòa. Trong quãng đường vi vu cùng chú chó thì John đã quyết định đặt tên cho nó là Mali, và nó cũng tỏ ra rất thích cái tên này mà vô cùng hiếu động luôn. Trở với bữa ăn được John chuẩn bị thì anh lại vô tình để đổ mất túi đồ ăn. Khi John quay sang lấy đồ dọn dẹp thì đã thấy Mali dọn thay anh sạch sẽ luôn rồi, chả hiểu sao chú cún nhỏ mà ăn nhanh dữ vậy cơ chứ. Tối đó khi ngủ thì John liền nghe thấy tiếng Mali rên rỉ, thế là anh đành cho phép nó ngủ cùng đêm nay vậy. Nhưng John không hề biết rằng nguyên đêm Mali đã cắn nát cái vỏ gối mất rồi. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa mà John lại phải ra sân bay đón Jenny, nên tất nhiên Mali sẽ phải tự mình ở lại trong nhà. Nhưng không ngờ khi cả hai quay trở về thì Mali đã biến ngôi nhà họ thành một bãi lộn xộn. Thật là không thể tin nổi chú cún nhỏ vậy lại có thể phá phách đến mức này cơ chứ. Rất may là John và Jenny đều rất bao dung mà không hề trách mắng Mali chút nào. Ngày hôm nay John đi chơi cùng người bạn và Mali cũng được mang theo. Ngay lập tức nó đã khiến các cô gái phải siêu lòng, khiến anh bạn của John cũng phải ghen tị. Nhưng lúc này Mali liền trông thấy một đàn bồ câu phía trước nên tỏ ra vô cùng kích động. Cứ thế Mali rượt đuổi chúng chạy dọc theo cả bờ biển. Rất may có một người đàn ông khác đã kịp giữ nó lại. Có vẻ như cái thói quậy phá của Mali chẳng hề giảm sút mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Khi Jenny thay đồ, nó còn trộm luôn cả đồ lót của cô ấy, hay là trộm cả đồ ăn. Cứ như vậy cho tới lớn chẳng hề dễ dàng với John và Jenny chút nào. Vậy là hôm nay Mali được đưa đến một lớp huấn luyện. Ngay khi xuất hiện thì Mali đã tỏ ra nó là một đứa bất trị rồi. Bài học đầu tiên là ngồi xuống thì Mali chẳng chịu nghe, mà thay vào đó là ngồi lăn lộn. Bài tiếp theo là xếp hàng đi theo vòng, nhưng Mali liền lập tức kéo cả John đi không kiểm soát. Sau những màn thể hiện của Mali thì nữ giáo viên sẽ đích thân dắt nó, nhưng rất nhanh chóng cô ấy đã để tuột mất sợi dây trên tay. Nữ giáo viên tức giận thổi còi khiến Mali quay lại vồ cô ta ngã và làm động tác vô cùng đồi bại. Lúc này John giải thích vì trước đây Mali hay làm vậy với mấy con chó sù. Vì quả tóc của nữ giáo viên như vậy nên đã khiến nó nghĩ cô ấy là một con chó sù. Nghe vậy Jenny chỉ biết ngậm mồm cười khi nghe John giải thích. Thế là hôm sau John và Jenny quyết định đem Mali tới trạm thú y, vì họ quyết định sẽ lấy đi quyền đàn ông của nó. Mali rất thông minh nên nó dễ dàng nhận ra mục đích của hai người nên đã tìm cách chạy khỏi xe. Kết quả là một nửa người của Mali đi bộ trên phố, nửa còn lại thì đang được John giữ lại. Vậy là coi như ngày hôm nay Mali thoát được một kiếp nạn rồi. Trở về, John lấy ý tưởng cuộc gặp gỡ của mình và Mali để viết bài. Thật không ngờ chủ tòa soạn lại thật sự thích ý tưởng về bài viết của John. Chính điều này cũng khiến cho anh cũng không ngờ đó sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Cứ như thế, tất cả những hoạt động đi chơi hay quậy phá của Mali cũng được John tận dụng cho bài viết của mình. Sau quãng thời gian kết hôn thì hôm nay Jenny cũng đã có thai, nên ngay trong đêm John đã mua tặng cho Jenny một chiếc vòng cổ. Thế nhưng Jenny chưa kịp đeo nó thì Mali đã lấy chiếc vòng ngậm trong miệng rồi. Ngay lập tức John liền đi chặn hết đường ra khỏi nhà, và Jenny từ từ dụ Mali trả lại. Nhưng bất ngờ Mali liền chạy trốn, tạo ra một cuộc hỗn loạn khắp ngôi nhà. Đến khi mà tóm được Mali thì nó đã nuốt chiếc vòng cổ vào bụng rồi. Không còn cách nào khác, John phải đi mò từng bãi phân mà Mali đã thải ra. May mắn thay thì sự nỗ lực của John đã được đền đáp là chiếc vòng vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ ngay sau đó nó đã an toàn được đeo trên cổ của Jenny. Lúc siêu âm cái thai thì nữ bác sĩ nhận thấy đứa bé không hề có nhịp tim. Để chắc chắn điều đó thì bác sĩ trưởng sẽ trực tiếp kiểm tra và cũng cho một kết quả xấu như vậy. Tin dữ như sét đánh ngang tai khiến John và Jenny vô cùng buồn bã. Trên đường đi về, cả hai im lặng chẳng nói được với nhau câu nào. Tới nhà, Mali cũng nhận thấy nỗi buồn của cô chủ mà ngồi yên cho Jenny vuốt ve. Để giúp Jenny quên đi nỗi buồn thì John đã quyết định đưa cô ấy đi du lịch một chuyến, và Mali sẽ được một nữ giúp việc tới trông nom. Phải khổ sở lắm cô ấy mới giữ được Mali để hai người rời đi. Sau đó là những ngày tháng cực khổ, từ dọn phân cho tới việc cho ăn. Mali còn tò mò đi vào khi nữ giúp việc đang tắm, và kéo luôn cả cái khăn cô ấy nữa chứ. Đêm nào trời mưa gió thì Mali cất tiếng hú khiến cô ấy khó mà ngủ được. Sau mấy ngày trời thì John và Jenny cũng trở về, nên cô giúp việc đã tức giận rời đi như đã được giải thoát khỏi Mali. Sau chuyến du lịch đó thì Jenny đã tiếp tục có thai. Thời gian trôi qua thì cũng đến ngày Jenny sinh em bé, mà hôm nay thì Mali đã rất ngoan tự chơi với khúc xương John đưa cho. Cứ vậy nó chơi tới sáng ngoan ngoãn chờ tới lúc John quay lại. Lúc này thì Mali cũng đã rất hào hứng để được gặp mặt em bé. Nó vô cùng hiểu chuyện nên đã rất ngoan ngồi quan sát đứa bé mà thôi. Đứa trẻ mới lớn thêm chút thì hôm nay Jenny thông báo cô lại có thai, đồng nghĩa với việc kinh tế của gia đình John sẽ trở nên khó khăn hơn.
Đã thế Jenny còn muốn nghỉ việc để có thời gian chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Những lần mà Mali quậy phá sau đó đã khiến Jenny vô cùng giận dữ. Có lẽ đó chính là một phần chứng trầm cảm sau sinh của cô ấy nên mới vậy. Đã thế khi Jenny mới ngủ được xíu thì Mali lại phá đám. Nó chạy ra ngoài còn đụng ngã đứa bé nên Jenny đã không thể chịu nổi nữa rồi. Và lần này có John nói giúp thì cô ấy cũng không muốn cho Mali ở đây thêm chút nào nữa. Đêm hôm đó khi trở về thì John và Jenny đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Lúc này thì Jenny nhận thấy cô đã mắc lỗi khi đổ mọi sự bực tức lên đầu Mali, bởi những áp lực của cuộc sống hiện tại đã làm cô ấy trở nên mắc sai lầm. Chẳng mấy chốc mà hôm nay Jenny đã trở thành mẹ của ba đứa trẻ. Từ ngày hôm đó gia đình họ chơi đùa và dành thời gian cho nhau nhiều hơn bao giờ hết. Hôm nay khi đang chạy bộ thì John nhận thấy cơ thể anh không còn được sung sức như hồi còn trẻ nữa rồi. Đồng thời Mali cũng không còn tăng động nữa vì tuổi tác của nó cũng không còn trẻ nữa. Nhận thấy khoảng thời gian đi dạo biển bị xích khá lâu, nên hôm nay John quyết định sẽ thả tự do cho Mali hòa vào bãi biển. Thấy vậy những người nuôi chó khác cũng thả cún cưng của mình cho chúng được tự do trong khoảng thời gian này. Cứ thế những chú chó cũng trở nên năng động và gần gũi chơi đùa với nhau. Nhưng chỉ được giây lát thì Mali đã thả vài cục phân ngay bãi biển buộc John phải xích nó lại gấp. Ngày hôm nay John quyết định nghỉ công việc hiện tại của mình để tìm một công việc khác, đồng nghĩa với việc gia đình họ sẽ chuyển tới một nơi khác để sinh sống. Đó là một tòa lâu đài nhỏ tại một thị trấn trông khá là yên bình. Rất nhanh chóng mùa đông đã đến khiến tuyết rơi đầy sân. Những đứa trẻ đã vô cùng háo hức để được vui đùa và Mali cũng thế. Có điều thì Mali chỉ giỏi phá hơn là giúp đỡ những đứa trẻ. Khi mùa xuân tới thì gia đình họ vẫn luôn giữ thói quen chơi với nhau ngoài sân. Nhưng hôm nay sau cuộc chơi thì John nhận thấy Mali bước chân lên cầu thang thật khó khăn với đôi chân đầy run rẩy. Có lẽ tuổi tác đã lấy đi sức khỏe và sự năng động của nó nhiều rồi. Ngay cả trong bữa ăn Mali cũng chỉ nằm yên một chỗ mà không làm phiền mọi người nữa. Tối đó khi cho Mali ra ngoài vệ sinh thì nó lập tức biến đâu mất. Ngay lập tức John và Jenny lùng sục khắp mọi nơi để tìm nó. Mãi rồi John cũng tìm được Mali đang nằm run rẩy đầy yếu ớt dưới một gốc cây. Ngay lập tức anh đã mang nó đến gặp bác sĩ thú y. Rất may là tình trạng của Mali đã tốt trở lại, nhưng John vẫn rất lo lắng với căn bệnh sẽ tiếp tục xuất hiện với tuổi tác của nó. Sau một đêm nằm lại bệnh viện thú y thì hôm nay Mali đã khỏe mạnh chạy nhảy trở lại. Nó vẫn luôn giữ thói quen hàng ngày là chờ những đứa con nhà John đi học trở về. Ngày hôm sau John quyết định sẽ cùng Mali đi dạo. Những bước chân chậm chạp tỏ rõ sự già yếu của Mali ngày càng rõ nét hơn. Khi ngồi lại John cũng nhận thấy có thể đã đến lúc Mali phải dừng lại cuộc đời của nó rồi. Biết rằng John buồn nên nó chỉ nhìn anh một cái rồi quay mặt đi. Tối đó John và Jenny đã rất lo lắng khi Mali nằm ngủ dưới mà không chịu lên gác như thường lệ. Có lẽ nào là Mali không muốn mọi người nhìn thấy nó đang già yếu, nên John đã quyết định nằm lại với nó trong đêm hôm đó. Ngày hôm sau Mali lại tỏ ra yếu ớt hơn nên gia đình John đã rất lo cho nó, bởi vì ngay cả những đứa trẻ cũng hiểu được thời gian cho cuộc sống của Mali là không còn nhiều nữa rồi. Ngay sau đó John quyết định một lần nữa đưa Mali tới trạm thú y. Tại đây nữ bác sĩ nhận thấy tình trạng của Mali đã xấu hơn trước rất nhiều. Ngay lập tức John gọi về nhà để báo tình trạng Mali cho Jenny chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi của Mali. Lúc này John cố gắng vuốt ve để có thể cảm nhận cơ thể của Mali lần cuối. Sau đó là ngồi tâm sự về quãng thời gian đầy kỷ niệm trước kia. Mày là chú chó tuyệt vời nhất trên thế giới này. Đó là những lời khen chân thành nhất của John dành cho Mali lúc này. Không lâu sau đó Mali đã thực sự chìm vào giấc ngủ mãi mãi. Những luyến tiếc và nỗi buồn đã bao trùm khắp gia đình của John. Những hình ảnh của Mali lúc này chỉ còn là ký ức được ghi lại trong trí nhớ họ và những đoạn băng được ghi lại. Ngày hôm sau họ quyết định lập cho Mali một ngôi mộ sau vườn. Những đứa trẻ còn hết sức tử tế viết thư tặng cho Mali, với hy vọng tại thế giới bên kia nó vẫn sẽ hạnh phúc và được vui vẻ. Bởi đối với những đứa trẻ mà nói, Mali không đơn giản chỉ là một con chó, mà nó chính là một người bạn và một người anh cả trong gia đình chúng. Thậm chí Jenny còn đưa chiếc vòng cổ của mình để chôn cùng với Mali. Vậy là bộ phim tới đây cũng đã kết thúc rồi. Chắc hẳn ai nuôi chó đủ lâu đều trải qua cảm giác như vậy đúng không nào? Chú chó không chỉ là một người bạn mà còn là một người thân trong gia đình chúng ta, nên phải thật sự yêu thương những bé cún của mình nhé mọi người. Nếu thấy video này hay thì đừng quên để lại cho bố một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất.